Việc sử dụng quá nhiều muối trong các món ăn hàng ngày gây ra nhiều hệ lụy khôn lường đối với sức khỏe như là đột quỵ, bệnh thận, cao huyết áp hay thậm chí là ung thư dạ dày. Hạn chế sử dụng đồ ăn mặn, duy trì chế độ ăn uống khoa học là biện pháp giúp giữ gìn sức khỏe mà mỗi người nên thực hiện. Trong phần thời lượng của Ví sức khỏe mỗi ngày hôm nay, hãy cùng tìm hiểu việc ăn mặn trong một thời gian dài sẽ gây tác hại như thế nào đối với sức khỏe của chúng ta. Nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Tác hại của việc ăn mặn: làm tăng huyết áp. Ăn mặn thường xuyên làm tăng khả năng thẩm thấu của màng tế bào đối với các khoáng chất natri, gia tăng nước trong tế bào và co mạch, tăng sức cản thúc đẩy lượng máu di chuyển nhanh hơn, từ đó gây tăng huyết áp, cao huyết áp về sau. Gây loãng xương, khô khớp. Ăn mặn nhiều gia tăng khả năng ức chế của sodium và sử dụng canxi của cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến tình trạng xương, khớp, tính chất của xương khi về già. Đặc biệt, tình trạng này xuất hiện nhiều ở phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh, người bị tiểu đường và người già gặp các vấn đề loãng xương, khô khớp. Rối loạn chức năng của thận. Ăn mặn tác động đến chức năng của thận do lượng canxi và natri dư thừa sẽ được đào thải đến thận, gây ra tình trạng tiểu nhiều và gây ra các tình trạng lọt chất độc bám lại gây sỏi thận, ảnh hưởng đến thần kinh cơ. Ăn mặn dẫn đến dư thừa natri, truyền dẫn các xung thần kinh, gây ra các triệu chứng chóng mặt, chuột rút cơ bắp và run tay chân thường xuyên. Triệu chứng này ảnh hưởng đến chức năng điều khiển các dây thần kinh của não bộ, gây ra các chứng bệnh như Parkinson, tê liệt tay chân.